Mà chúng ta học sang cái phần mới, kiến thức mới. Chúng ta có ít thời gian gần Tết lắm, cho nên tôi sẽ nói nhanh hơn một chút, mà không được nói sâu được như thời gian trước đâu. Nói lướt một chút, nhưng mà chúng ta cũng sẽ hiểu được cái tinh thần của cái phần này. Tức là chúng ta sẽ còn, theo tôi xem lịch, chúng ta còn có 3 buổi thôi. Thì tôi định là cái buổi đầu tiên này sẽ nói về cái giả thuật tham lam, gọi là greedy algorithm, và cái 2 buổi sau sẽ nói về giải thuật quy hành động. Đó là cái các kỹ thuật lập trình rất là hay dùng nhất ở trên hiện nay đối với học sinh đấy, đừng để thi sinh giỏi, và cũng làm các kỹ thuật toán rất là quan trọng. Thế thì cái giải thuật tham lam là cái gì? Nó là một cái kỹ thuật dùng để giải các bài toán liên quan các bài toán tối ưu. Như vậy là cái kỹ thuật tham lam là cái gì, để làm gì? Thì mục đích của nó là nó giải một lớp các cái bài toán tối ưu, giải một lớp. Thì không phải bài toán tối ưu nào cũng dùng được cái greedy, nhưng mà một lớp khá nhiều các bài toán có thể giải được bằng cái kỹ thuật này. Mà giả sử nó không thể giải được chính xác, không phải tuyệt đối, thì nó cũng là một cách để chúng ta có thể giải nó một cách tương đối gần đúng. Cái này là cái mà tôi nhắc lại, mà nhắc thêm một chút là nó quan trọng. Tức là cái greedy này là cái nó ý tưởng nó rất là đơn giản. Thông thông thường các bài toán mà giải bằng có thể bằng tham lam ấy, là nó có cái độ phức tạp nó rất là nhanh, rất là ngắn, độ phức tạp nó rất tối ưu. Thì chúng ta cùng nhau rà soát lại cùng nhau liệt kê một số các bài toán tối ưu nổi tiếng nhé. Đây tôi phải nói là năm một đi, là các cái bài toán tối ưu nổi tiếng. Nhân đây tôi sẽ chỉ liệt kê ra những cái bài toán tối ưu nổi tiếng nhưng mà có thể dùng được với tham lam. Còn lớp các bài toán tối ưu thì nó nhiều vô kể, nhiều vô kể. Chúng ta biết rồi là cái thực tế là chúng ta tìm tất cả các bài toán như thế là bài toán tìm kiếm thôi, đúng không nào? Tức là cho trước một cái tập mà nào đó như thế này, và chúng ta cần tìm các phần tử nào đó, cần tìm phần tử có tính chất K nào đó, cần tìm các phần tử, tìm cái phần tử có tính chất K nào đó. Thì cái phần tử này nó có rất là nhiều phần tử như vậy, rất nhiều phần tử là có tính chất K. Nhưng mà cái bài toán tìm là gì, là cần trong số những phần tử này này phải tìm ra được phần tử là tốt nhất, vậy là phần tử tối ưu nào đó, tìm ra được phần tử tối ưu theo một cái tư duy nào đó. Như là nó có diện tích nhỏ nhất, nó có độ dài lớn nhất. Đấy. Hôm trước ta đã làm cái bài tập là này, cho trước một dãy số tìm một dãy con liên tục có tổng là maximum, hay tìm một dãy con liên tục có cái độ dài lớn nhất. Dãy con liên tục đưa độ tăng có độ dài nhất, thì đó chính là các bài toán tối ưu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là lớp bài toán tối ưu mà dùng được với tham lam thì là cái gì. Tôi sẽ liệt kê ra tất cả các bài toán tôi liệt kê ra đây là đều là bài toán, đều là bài toán rất là nổi tiếng cả, để có tên tuổi. Các bạn chỉ cần gõ cái tên đó ở trên trên màn hình, các bạn sẽ tìm được vô số các cái lời giải cho những cái bài toán đó, rất nhiều các cuốn sách viết về các bài toán đó nhé. Hiện nay người ta vẫn đang đi nghiên cứu tiếp những cái lời giải đó nhé. Mình tôi là kê này, một là cái bài toán gọi là bài toán xếp ba lô. Bài toán xếp ba lô, một cái bài toán rất là nổi tiếng nhé. Tiếng Anh nó là knapsack. Chúng ta có thể trang cái knapsack này thì ta thấy có rất nhiều luôn cái thông tin liên quan đến cái từ knapsack problem này. Thì bài toán ba lô là cái gì?
Nó xuất phát từ cái bài toán bình thường chúng ta vẫn thấy bài toán mà chúng ta cần đi du lịch chẳng hạn. Giả sử chúng ta có một cái ba lô, chúng ta có một cái ba lô như thế này đúng không? Ba lô này. Và chúng ta có các cái đồ vật chúng ta muốn mang theo, vật to nhỏ khác nhau. Những đồ vật này là chúng ta có n n cái đồ vật như vậy, và n đồ vật này nó có các khối lượng nhé, khối lượng ví dụ là v kép 1, v kép 2, v kép n là cái khối lượng các cái đồ vật mà chúng ta muốn thích mang theo cái vạt ba lô chúng ta đi để chúng ta đi du lịch. Thì mỗi cái đồ vật này nó có cái giá trị của nó, giá trị là đắt tiền hay là rẻ tiền. Tôi nghĩ giá trị là v1, v2, vn, đây là giá trị. Cái tiếng với cái đúc nó là cái từ weight này này, từ weight này là gọi là khối lượng, còn chữ v là cái từ value. Thế bây giờ giả sử cho trước cái ba lô này nó chỉ cho phép cho đấy là maximum là v kép thôi, cái khối lượng dung lượng cho phép là chỉ được phép ví dụ ta cái khối lượng ta đặt theo cái đơn vị đo là kg chẳng hạn, thì cái ba lô này nó cho phép chúng ta maximum là v kép kg thôi, là cái dung lượng của ba lô. Đồ bà là gì? Đồ bà là cần đưa các cái vật này vào đây làm sao cho vẫn đủ dung lượng mà với cái tổng giá trị là lớn nhất. Bài toán như sau. Bài toán như sau là cần chọn các cái đồ vật đưa vào ba lô. Đã đưa vào lô rồi thì phải có tổng khối lượng thì phải nhỏ hơn với kép đấy rồi. Nhưng mà sao cho là tổng tổng giá trị lớn nhất. Đó này rất nổi tiếng rồi, rất là nổi tiếng luôn ở trong trong tin học, trong sử dụng hàng ngày nữa. Nếu chúng ta cho các đồ vật cụ thể thôi, ví dụ chúng ta cho các đồ vật cụ thể thôi, ví dụ là cái ví dụ như là khối lượng của nó, ví dụ như là 1,5 kg, 1 kg, 0,9 kg, 2 kg, 3 kg, với cái giá trị của nó, ví dụ như đây là 0,8, 0,8 tính tính theo tiền, ví dụ thế nhé. Giá trị thế này nó lại là 5, giá trị thế này nó lại là 1, giá trị thế này nó sẽ là 0,2, giá trị thế này nó là 2,3 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đấy thì cho trước cái ba lô của chúng ta chỉ đựng được 5 kg thôi. Đấy, cho trước ba lô chỉ được 5 kg thôi. Thì mình làm sao tìm các cái ở đây sao cho là tổng cái giá trị là lớn nhất đưa vào cái ba lô như vậy. Thì đây là một bài toán rất là nổi tiếng. Thì có cách nào để làm nhanh được không nhé? Thì cái cách làm mà cái cách mà gọi là cách nhà sắp toán mà châu bò nhé, sắp toán châu bò là như thế này, là chúng ta tìm tất cả các cái tập hợp con của các đồ vật thực hiện của nó, là như là kiểu như là lại y1, y2, yk. Này là nằm trong cái tập hợp là 1, 2, 3, n, n đồ vật. Đấy thì là tìm tất cả các tập hợp con như vậy và kiểm tra xem là kiểm tra cái gì? Kiểm tra xem là tổng của các cái v kép y này này, y từ 1 đến k này là phải nhỏ hơn được bằng v kép lớn nằm trong ba lô. Và cái điều kiện thứ hai của nó là tổng tất cả các giá trị các đồ vật. Đây, v i g g từ 1 đến n là phải là maximum, đúng không? Đây. Đó, thì đây là cái bài toán ba lô là như vậy. Còn thấy là cái giải châu bò như vậy thì chúng ta thấy là nó không thể khả thi được, nó quá lớn. Vì sao như vậy? Vì ta biết rằng là tổng số tất cả các cái tập hợp con của tập n phần tử là nó là 2n phần tử, nó có 2n cái tập hợp con. Vậy bài này chúng ta, nếu mà chúng ta lập trình một cách nào đó tìm tất cả các cái cách lựa chọn các cái đồ vật ở trong cái của chúng ta,
thì chúng ta có cái thuật toán là như thế này, cái độ phức tạp của nó là O hàm N. Các bạn biết rằng là hai mũi N là cái hàm lũy thừa, là cái hàm là cái độ bậc phức tạp của nó là rất lớn, là rất là khó. Nhưng mà này chúng ta thấy là chúng ta không thể làm được bằng cái cách này. Đấy. Mà chúng ta phải tìm một cách khác nhé. Đó là bài toán số 1 nhé. Để cho các bạn làm quen thôi, và chúng ta hình dung được là như vậy cái bài toán này đây là một bài toán mới rồi, khó rồi đấy. Mình chúng ta sang bài toán số 2. Tôi kê cho các bạn xem đã. Xem là những bài toán nào tối ưu nào mà chúng ta đã biết, và tất cả các bài toán này sẽ là cái bài toán rất là nổi tiếng, nhắc lại là rất là nổi tiếng nhất. Bài toán thứ hai nó gọi là bài toán đổi đổi tiền, bài toán đổi tiền, đổi tiền, đổi tiền. Nó gọi là coin change. Các bạn lên lên mạng, các bạn tra cứu từ coin change, thấy nó ra hàng hàng trăm hàng nghìn cái thông tin khác nhau về bài toán đổi tiền này, và hiện nay vẫn đang các nhà khoa học vẫn đang phát triển nó chứ không phải là không. Thì bài toán này là xuất phát rất rất đơn giản thôi. Hàng ngày chúng ta về giá ATM chúng ta rút tiền mặt đúng không? Điều tôi bỏ vào cái ATM là 1 triệu, cần rút ra các cái tiền mặt thì nó máy ATM nó phải tính tự động kia đưa cho chúng ta các cái tờ là 500.000, tờ 200.000, tờ 10.000, tờ 50.000, tờ 1.000, làm sao cho tổng của nó phải là 1 triệu, như lấy như vậy. Thì cái bài toán đầu tiên là như này, là làm thế nào để cho trước tôi đưa vào bất kỳ một cái số nào đó cần phải đổi tiền ra thì cái số lượng từ tiền nó là ít nhất có thể, sao cho đỡ nhanh chóng. Đấy, thì bài toán đầu tiên là như vậy. Thì bài toán là như sau nhé. Bài toán này là mà tôi cũng cũng ngành ngân hàng nhưng mà cũng rất là nổi tiếng, là cho trước các tờ tiền, cho trước các cái tờ tiền thì thông thường nó làm cái tờ tiền này thì người ta thường là ký hiệu là như sau, và ký hiệu là C1, C2, CN. Và thông thường thì cái C1 của nó là nó bằng 1. Đấy, C1 là sao nhỏ hơn C2 này, nhỏ hơn này, nhỏ hơn CN, CM, CM. Nhưng có M cái tờ tiền. Ví dụ chúng ta có cái tờ là 1.000 này, trong tờ là 2.000 này. Xong cái tờ đây chúng ta lấy Việt Nam chúng ta chỉ tính nghìn trở lên thôi chứ không có đồng nữa, như vậy tờ 5.000 này, 5.000 này, tờ 10.000 lấy như vậy, tờ 50.000 và tờ 100.000 ví dụ như thế nhé, là các cái tờ tiền. Đây chính là cái mệnh giá của nó là C1, C2, C đây. Và đầu bài sau đầu bài là cho trước cái số tiền lớn, ví dụ là M lớn như này nhé. Và tôi kiệm cái này cho cái này, tôi kiệm cái này là N nhé. Tôi kiệm cái này là đấy, mình có N từ tiền, cho trước cái số tiền lớn M. Bây giờ cần phải gì? Cần phải đổi tiền ra các từ tiền này. Nó sẽ đổi tiền, sau đổi tiền nó sẽ là nó có là M1 cái tờ C1 cộng M2 cái tờ C2 cộng cộng M N cái tờ CN. Ở đây những cái M1 và 2 MN có thể là một số nguyên dương, có thể là âm, có thể là không. Đấy, thì yêu cầu của đồ bài là như thế này. Yêu cầu của đồ bài là sao cho là cái tổng tổng M1 cộng M2, đây chính là cái số tờ tiền đây, MN là minimum. Sao cho người ta đỡ phải, thế là đỡ phải in tiền nhiều hơn, sao cho dùng cái tiền nó tối ưu hơn cả nhé. Đây chính là đổi tiền rất là nổi tiếng đấy, rất là nổi tiếng. Chúng ta tra cứu cái từ con trên này ta thấy ngay nhé. Đây là bài số 2. Bây giờ tôi sang cái bài số 3. Bài số 3 là bài cũng rất là nổi tiếng. Bài này có nhiều tên lắm, nhưng chúng ta hiểu là cái bài là cái bài xếp hàng, hay là cái bài lưu file, bài toán lưu file trên đĩa. Bài toán lưu file trên đĩa từ, trên măng từ.
bằng tử. Bạn có bạn có nhiều ý nghĩa trên thực tế. Tôi sẽ nói một vài ý nghĩa nữa. Ví dụ như này, ví dụ là chúng ta có giả sử nhé, chúng ta có n cái file. Một cái file này nó có cái thời gian đọc hay là cái độ lớn của nó, độ lớn của nó tôi ký hiệu là f1, f2, fn là cái độ lớn của các file. File này bây giờ cần lưu trên một băng từ theo thứ tự. Đây chúng ta cần có một cái băng từ, đây cần lưu file thứ nhất là như thế này, chữ đoạn này, lưu file thứ hai như thế này, lưu file thứ ba như thế này, lưu file thứ tư như thế này, lưu file thứ năm như thế này. Đây. Thế thì đồ bài là gì? Đồ bài là cần tìm ra một cách lưu như vậy sao cho là tổng thì anh đọc các file này là sao cho là cần tìm cách lưu này, cần tìm một cách lưu file sao cho tổng thời gian đọc là nhỏ nhất. Tức là gì? Tổng thời gian chờ đọc của tất cả các file này, cái file thứ nhất này đọc xong sẽ lấy đi là cái file thứ hai này là tính là gì, là thời gian đọc của nó cộng thời gian đọc của thằng này nữa vì nó phải chờ. Thời gian thứ ba là file thứ ba là thời gian đọc của nó bằng thời gian đọc của nó cộng với hai thời gian này nữa. Đấy. Giả sử nhé, tôi lưu cái file này dưới cái dạng gì, ví dụ tên HD là gốc của nó là F1, FN nhé, cần lưu theo một thứ tự khác. Thực hiện của cách lưu thứ hai này là tôi gọi đây là T1, T2, T3 và TN. Thì cái file T1 sẽ được lưu là gì? Đọc của nó là T1. File thứ hai là T1 cộng T2. File thứ ba là T1 cộng T2 cộng T3. Như vậy là file thứ nhất đọc thì anh đọc của nó là T1. File thứ hai đọc là T1 cộng T2 vì nó phải chờ mà. Nó phải chờ T1 đọc nữa, đọc xong rồi thì nó đọc xong phần T2. Thằng T3 thì phải chờ T1 và T2 cộng T3 vân vân. Cuối cùng thằng TN là chờ nhiều nhất là T1 cộng T2 cộng TN. Đấy. Thì tổng tất cả những cái này là minimum. Những cái file này là cái bài tập này là nó liên quan cái cách xếp của những cái file này. Thì mà ý nghĩa của nó thực tế là như này nhé, có một ý nghĩa như này. Chúng ta thấy là giả sử chúng ta có n người cùng đến buổi sáng đến xếp hàng để mà chữa bệnh, n người đến xếp hàng để chữa, đến xếp hàng để chữa bệnh, thì người thứ nhất thì có thời gian, mỗi người bệnh nó khác nhau, thì thời gian chờ để chữa bệnh khác nhau. Người thứ nhất thì có thời gian chờ nó là thời gian chạy, chữa chạy của nó lại là T1. Người thứ hai có thời gian chữa chạy là T2, bệnh khác nhau. Người thứ N là TN. Vậy yêu cầu gì? Yêu cầu chúng ta cần phải xếp hàng, tìm cách xếp hàng các bệnh nhân này để sao cho là cái tổng thời gian chờ và chữa bệnh của tất cả mọi người trong xếp hàng này là nhỏ nhất. Tìm một cách xếp hàng sao cho cái tổng thời gian chờ để chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân là nhỏ nhất. Đó. Bây giờ những người này họ cứ cãi nhau, mà người thì bảo tôi ít nhất chứ tôi cần phải xếp hàng, cần phải ưu tiên. Người thứ hai mà tôi làm nhiều nhất chứ tôi cần phải chữa bệnh nhiều nhất, tôi cần phải ưu tiên, thì không biết nào mà nói cả. Chúng ta cần phải chứng minh, cần phải viết chương trình để chứng minh rằng cách này là cách tôi yêu nhất. Thì đây là bài toán cũng rất là nổi tiếng nhé. Như vậy tôi vừa liệt kê được
hai ba bài rồi, nhưng mà thôi chúng ta dừng lại ở đây thôi, chúng ta sẽ còn làm quen nữa đó. Thì đây là những cái bài toán đều rất nổi tiếng cả, và đều nó có chung một cái cách giải chung, và cái giải chung đó chính là tham lam. Đấy, chúng ta tham lam tức là gì? Tức là biệt chúng ta sẽ mô tả cái mô hình chung của bài toán tham lam nhé. Để sang cái phần 52 đúng không? 52 là cái mô hình chung của giải thuật tham lam. Nhắc lại, cái tham lam nó hay lắm là gì? Nó đưa ra một cái chiến lược chung để giải bài toán dạng như vậy, nhưng không phải bài toán nào đều được giải tham lam là chính xác. Nhắc lại luôn, tuy nhiên nó vẫn hay, giả sử một cái lời giải mà không chính xác thì nó vẫn là gần chính xác. Thì hay là nó vẫn, mặc dù nó không chính xác hoàn toàn mà nó vẫn là gần chính xác, cho nên cái mô hình này nó vẫn rất là hay trong mọi trường hợp. Đấy, thì chúng ta cùng nhau mà tìm hiểu nhé, và từ cái mô hình này chúng ta sẽ so lại, chúng ta sẽ giải những bài toán ở trên này. Mình chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Thì tư tưởng của cái mô hình này là như sau, tôi mô tả nhanh thôi, là như sau, là chúng ta có một tập hợp các cái đối tượng rất lớn, cái ký hiệu đó là C. Như vậy là C là tập hợp các đối tượng ban đầu đó. Bây giờ yêu cầu là cần tìm một cái tập con S nằm trong C. Như vậy là S là một tập con nằm trong C, thỏa mãn cái điều kiện tối ưu nào đó mà chúng ta cần phải tìm. Ví dụ như là với bài toán xếp ba lô nhé, là cái S là cần tìm một tập hợp các đồ vật để đưa vào ba lô sao cho cái khoảng cách điều kiện tối ưu là tổng cái giá trị là lớn nhất. Đó là bài toán một đúng không? Bài toán đổi tiền là cần phải tìm các cái tờ tiền, tìm kiếm các cái tờ tiền để đưa nó vào trong cái này, đưa nó vào trong cái tờ S này. S là chính là tờ tiền đấy, để đổi ra cái tờ tiền của chúng ta sao cho là tổng số tờ tiền là nhỏ nhất, là bài số 2. Cái bài số 3 là bài mà lưu file ở trên băng băng từ, thì là phải tìm cách sắp xếp khác một chút, sắp xếp các cái đưa nó vào theo thứ tự nào đó sao cho là cái tổng thời gian chờ hoặc tổng thời gian chữa bệnh của các bệnh nhân là nhỏ nhất. Như vậy là vấn đề là gì? Như vậy là cái giải thuật của chúng ta là như sau. Cái giải thuật của chúng ta là như thế này, giải thuật chung nhé, giải thuật toán chung là như thế này, là chúng ta sẽ là từng bước một, đầu tiên chúng ta S bằng bằng rỗng, và đây là C đây, và chúng ta sẽ lần lượt lấy các phần tử từ C và đưa vào S để tập hợp lại thành nghiệm. Như vậy là giả thuyết chung là như thế này. Đấy, tức là chúng ta sẽ lấy phần tử thứ nhất đưa vào, đây là S gì đây, phần tử thứ hai đưa vào, phần tử thứ ba đưa vào. Chúng ta sau một lượt tìm là ra ngay, đang chúng ta tìm đúng lượt thôi là chúng ta ra ngay được cái đáp án. Đấy, cái tư tưởng của nó là chính là như vậy. Cái hay cái tư tưởng này là như vậy, là chúng ta chỉ cần tìm một lần thôi, không cần phải lấy vào là thả ra. Đấy, chúng ta cần tìm cái tờ tiền, chúng ta lấy cái tờ tiền ra đổi cho đổi tiền, tờ tiền thứ hai cho đổi tiền, đổi xong là xong luôn. Thế là vào ba lô, chúng ta lấy đồ vật đưa vào ba lô, lấy đồ vật thứ hai đưa vào ba lô, chúng ta không cần phải lấy vào lại đưa ra nữa, lấy một lần thôi là được. Chính vì lấy một lần như vậy cho nó rất là nhanh. Rồi, thế thì cái tư tưởng của tham lam là như này,
cái ý tưởng như sau nhé, cái quan trọng nhất đây này, ý tưởng là như sau, là mỗi lần chọn chúng ta chọn phần tử từ C theo cách tham lam nhé, từ tham lam nằm ở đây này, tham lam nhé, tức là tham lam nhất chúng ta luôn chọn phần tử là tối ưu nhất. Tự như cái màn hình dung là chúng ta mà ăn trên bàn có những rất nhiều món ăn, bây giờ chúng ta chọn món ăn gì thì ta cứ chọn món ngon nhất ta ăn trước, vì nó dễ, nó mang món không đủ cho mọi người chúng ta chọn ngon ta ăn trước còn kệ người khác. Thế cho nên cách đó là cách tham lam đi, cái tham lam nghĩa là như vậy, thì nghĩa đen của nó. Nhưng mà ở đây là gì, ở đây là chúng ta là luôn chọn cái phần tử tối ưu nhất từ C đưa đưa vào S để mà ta hoàn thành. Đấy, thì đó là cái nha. Thế thì nhưng mà tôi bây giờ tôi mô tả cái thuật toán chung là như này nhé. Đây là cái tôi mô tả chung cái thuật toán gọi là greedy, đầu vào của nó là C, là thuật toán chung là như này nhé. Đấy, là chúng ta lần lượt lấy cái phần tử từ C đưa vào S. Đấy, và lấy như vậy lấy tối ưu, nôm na là như vậy nhé. Đây, như vậy là như sau, chúng ta mô tả đi lại. Đầu tiên chúng ta cho S thì chúng ta cần tìm này, bằng rỗng này, đúng không? Bây giờ là đây, bây giờ y tăng trưởng liên tục, y mà s chưa là nghiệm của chúng ta, ta cần tìm mà chưa là nghiệm, hoặc c hãy còn là khác trống, tức là hãy còn chỗ để ta đưa vào, còn c bằng trên bằng giống này thôi. Đấy, thì làm như sau, tôi lấy cái từ x thì tôi chọn chọn phần tử tối ưu nhất, tham lam nhất, tối ưu nhất từ C. Đấy, thì tôi làm như nào để tối ưu là chưa, tham lam này, chọn phần tử tham lam nhất từ C. Đấy, sau đó tôi C tôi trừ đi x, bỏ đi phần tử x chọn rồi. Và tôi kiểm tra là nếu if mà có thể đưa x vào s thì chúng ta đưa s bằng s hợp với x. Đã làm như vậy, xong cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra đây, cuối cùng cho đây là if s là solution, là nghiệm solution thì thông báo nghiệm là có, còn là ngược lại else thì thông báo là vô nghiệm, thông báo bản thân không nghiệm, thông báo vô nghiệm. Đây chính là cái ý tưởng, cái thuật toán, cái lời giải chung của các bài toán giải bằng tham lam. Như vậy đây, bài toán đây nó có như sau, nó có mấy chỗ này cần phải làm. Đây, chỗ này là một này, đây là cái chỗ mà cần phải chọn cái phần tử tối ưu như thế nào đó. Như vậy còn mình phải có một cái hàm để chọn phần tử từ C đưa vào S. Và ở đây có cái hàm kiểm tra là có thể đưa vào S hay không, chỗ này nữa cần một cái hàm kiểm tra xem là S có thể mở rộng tại X hay không, và ở đây nữa kiểm tra xem S có solution hay không nữa. Như vậy chúng ta có ba cái chỗ cần chú ý, một này, hai, ba. Một là chọn cách chọn tối ưu, cách chọn tham lam, hai là kiểm tra khả năng có thể mở rộng S hay không, và ba là kiểm tra S có phải là nghiệm hay không. Đấy, thì chúng ta được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết các bài toán cụ thể nhé. Nên biết xong rồi rồi, bây tôi sẽ cùng nhau, chúng ta cùng nhau làm này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm về năm 2 thì không, mình ta sang năm 3, chúng ta sẽ làm sang cái bài đầu tiên, và tôi chọn bài đầu tiên là bài toán đổi tiền trước nhé. Bài toán đổi tiền, bài toán là một bài toán khá đơn giản nhé. Được rồi, thế thì như này, đây tôi cho input của chúng ta là cho gọi là C là một cái tập hợp tiền,
cái kia của nó là C1, C2 là các cái mệnh giá tiền. Trong đó ta biết là một phải luôn luôn có một nhỏ nhất là một, sau đó là C2 nhỏ hơn là CN. Rồi thì input cho trước là cho trước mệnh giá M tiền đúng không? Bây giờ yêu cầu gì? Yêu cầu cần tính, cần phải giải ra là M nó bằng M1 C1 cộng M2 C2 cộng MN CN sao cho cái giá trị tức hiệu là CM như này. Tức hiệu là CM là bằng là tổng của MK với K bằng 1 N đến N này là phải là minimum. Đây chính là cái bài toán đổi tiền đây. Được chưa? Rồi, thế thì cách giải tham lam là cái gì? Để bây giờ chúng ta mô tả cái lời giải tham lam. Tham lam là gì? Để cho nó nhỏ nhất thì khi ta chia ta cần giải ngân cái tiền M lớn này ra thành các cái từ tiền con thì làm sao cho nó nhỏ nhất, thì tốt nhất là chúng ta lấy cái tiền lớn nhất ra chúng ta làm chọn cái CN trước xong đổ tiền ra trước xong chọn chọn CN trừ một, cứ thế cứ chọn lấy chọn từ trên xuống dưới vì là cái CN là lớn nhất cho nên ta đổ tiền ra CN ta mất ít tiền nhất, mất ít cái tờ tiền nhất. Trên cách làm thì chúng ta chọn tối ưu là như sau. Tham lam là chúng ta sẽ chọn lần lượt các cái tờ tiền từ cao xuống thấp này, từ cao xuống thấp nha, và đổi hết tiền cho nhanh, đổi hết tiền và còn thừa tiền chúng ta sẽ làm là đổi hết tiền, còn thừa tiền sẽ sẽ làm tiếp, sẽ đổi tiếp với các tờ nhỏ hơn, đổi tiếp với các tờ tiền nhỏ hơn. Đây chính là lời giải tham lam đây, nhỏ hơn. Ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ chúng ta hình dung nhé, ví dụ này, chúng ta có tờ tiền là một này, tôi cũng rất đơn giản nhé, một là hai này, năm này, mười nhé, mà chúng ta có cái tờ tiền là tờ chúng ta có mệnh giá M là bằng là 70 75. Cho nó lẻ tí cho nó 76 đúng không? Chúng ta làm sao chúng ta lấy ra cái tờ tiền 10 trước nhé. Đây là giải này, chúng ta lấy tờ tiền là cái C bằng 10 trước này. Chúng ta đổi này. 76 chúng ta đổi chúng ta 10 này. Đúng là thành 7 tờ đúng không? Bằng 7 tờ 10 đồng. Và còn thừa gì? Còn thừa lại là bao nhiêu? Còn thừa lại là 6 đồng. Chúng ta tìm tiếp là C sẽ bằng lấy số 5 ra. Số 5 ra chúng ta đổi tiếp. Sẽ là một tờ 5 đồng, còn thừa là một, còn thừa là một đồng thôi, còn thừa là một đồng thôi, và chúng ta chỉ đổi được một thôi, lấy C là một, đổi được một đồng, vậy tổng số là 711 là 9 tờ tiền, 9 tờ tiền là 7 tờ 10 đồng, một tờ 5 đồng và một tờ 1 đồng. Và đây là chính là cái giá trị, đây là số tiền nhỏ nhất có thể nha. Thì đó là cách, chính là lời giải tham lam đấy, giải tham lam. Chúng ta đổi từ nhanh, đổi từ ngay, đổi với cái tờ tiền lớn nhất, như vậy ta thu được cái mệnh cái, đổi với cái mệnh giá tiền lớn nhất thì thu được cái số tờ tiền là nhỏ nhất có thể đấy. Thì là đó là cái cách làm. Thế cái làm như sau nhé, đây cái là như sau, bài này chúng ta lời giải như sau. Bây giờ chúng ta tổng quát này, chúng ta có lời giải của nó này, cái lời giải của nó là như thế này, lời giải là như thế này, rất đơn giản thôi đúng không? Lời giải đây chúng ta có này, chúng ta lấy MN trước này,
MN chính là ta lấy M này, chúng ta chia nguyên đúng không? Đít cho CN đúng không? Và sau đó chúng ta tính được cái M1, M1 là bằng cái số dư đúng không? M này 1 1 CN đúng không? Mẹ bước bước một này là ta xong với CN, sau bước 2 ta lấy CN chỉ một, ta lấy bước thứ hai ta có, ta lấy cái MN chữ 1 này sẽ bằng là M1 div CN chữ 1 mà thu được cái M2 bằng là M1 1 CN chữ 1. Đấy, cứ như vậy. Cứ như vậy. Cuối cùng ta thu được là gì, cái M1 này nó sẽ bằng là M lớn N chữ 1 div C1, C1 chính là 1. Đây C1 chính là 1 cho nên cái vậy M1 là chính là bằng M N chữ 1. Đây chính là cái giải đây. Nhé. Bây chúng ta viết lại cái thành 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 chương trình như này nhé. Đây, thì viết lại chương trình như thế này. Tôi kính nhà mà đây, tôi kính như này nhé, cho nó tiện nhé. Đây. Bây tôi viết lại cái giải này dưới cái dạng là cái chương trình để chúng ta hình dung nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lời giải vào một cái vào một cái dãy thôi. Cái đó chính là dãy là gì? Tôi kêu là M nhé. M sẽ bằng cái dãy của nó là M1, M2, MN. Đây, tôi tính cái này mà. Đây, thì tôi làm như sau nhé. Đơn giản như sau là đây là cái thuật toán đây. Đổi tiền đấy nhé, đổi tiền này, tiền với cái đầu vào lại là M được chưa? Mà tất nhiên là ở đây là ở đây đầu vào của tôi đây là C đấy, C đầu vào của tôi C này và M là cái số lượng cái giá trị tiền mà tôi cần đổi đúng không? Nên cái làm như sau mà để N nó kia là C lại là N thì ta làm như sau này. For dùng lệnh for k bằng n down to 1 đúng không? Ta tính là mk đúng không? Bằng m div ck sau đó là đặt m này là bằng chính là m1 ck. Chính là giải bài toán này rất đơn giản, có ba dòng đúng không? Thì đây là những cái mà bài toán đơn giản thôi, nhưng mà vấn đề là chúng ta biết được cái lời giải này chính là cái lời giải là dùng giải thuật tham lam. Còn tham lam thì chúng ta giải đầu vào của ta là C1 C2 CN nhé, N đây đầu vào là số M và chúng ta sẽ phải đầu ra của nó là em là cái dãy M1 M2 MN này. Này ta làm như này được chưa? Đấy, thì đó chính là cái lời giải của cái bài này. Nhưng mà vấn đề ta chú ý một tí nhé. Vì câu hỏi đặt ra là câu hỏi đặt ra là như thế này. Câu hỏi là có phải bao giờ thuật này cũng đúng không? Thuật toán trên có đúng không? Thuật toán trên có đúng không? Nên câu hỏi rất là hay. Và tất cả nghề làm tin học là phải. Vậy tôi chỉ ra một ví dụ ngay bây giờ nhé. Câu trả lời là gì? Câu trả lời là không phải lúc nào cũng đúng. Có đúng có sai. Trả lời như sau. Câu trả lời là không. Câu trả lời là không. No. Không phải lúc nào cũng đúng. Bây giờ tôi đi ví dụ nhé. Là bây giờ cái ví dụ cái tờ tiền chúng ta vừa vừa làm ấy là 1, 2, 5, 10. Thì cái này nó chứng minh là cái này luôn đúng. Cái này là đúng. Với cái tờ tiền. Hiện nay tất cả các cái nhà băng, tất cả các quốc gia làm tờ tiền này luôn luôn thỏa mãn, luôn là đúng. Việt Nam chúng ta có, bây giờ chúng ta có là tờ 1.000 này, tờ 2.000 này,
từ 5.000 này, từ 10.000 này, từ 20.000 này, từ 50.000 này, từ 100.000 đúng không? Cứ như vậy 2, 1, 2, 5. Thì với cái tờ Việt Nam này là luôn luôn đúng. Cái này các nhà họ chứng minh rồi, là vì các nhà không thể nào mà làm không đúng thì nó không hay, thì là thì nó luôn đúng. Luôn đúng thì các nhà băng là họ phải, các quốc gia họ đều phải in tiền làm sao cho nó hợp lý rồi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng đúng. Thì tôi xin lấy ví dụ nhé, để ví dụ nhé. Ví dụ chúng ta có này. Ví dụ chúng ta có là C của chúng ta là bằng là 1, 3 và 4. Đây, giả sử chúng ta có một quốc gia có một lệnh tiền là từ 1.000, từ 3.000, từ 4.000. Thì tôi kiểm tra xem với cái bộ từ tiền này thì lời giải chúng ta có đúng không nhá. Bây giờ tôi lấy M bằng 6. 6 đồng. Thì tôi giải thử theo tham lam nhé. 6 này, tôi sẽ lấy 4. Lấy 4 này và tôi tính được một tờ 4.000. Đúng không nào? Một tờ 4 đồng. Số tôi còn thừa là 2 tờ. 2 thì 2 3 không được, tôi phải lấy 1 thôi. Vậy là 2 này sẽ suy là 2 tờ. 2 tờ 1 đồng đúng không nào? Vậy là tổng số ta đổi được gì? Ta đổi được là 1 tờ 4 ngàn và 2 tờ 1 đồng với tổng số tờ tiền là 3 tờ tiền. 3 tờ tiền. Bây giờ này có đúng hay sai? Bây giờ này là sai. Vì sao? Là vì 6 của chúng ta có thể đổi thành là 3 cộng 3, đổi thành 2 tờ tiền thôi. Cái này có 2 tờ tiền thôi. Thì 2 tờ tiền mới là đáp số tối ưu nhé. Còn 3 tờ tiền là đáp số sai. Vậy bài này là ví dụ cho thấy là nếu dùng tham lam cho cái bài toán cho trường này là sai. Đấy. Còn trường này là đúng nhé. Thì các bạn thấy cái bài này rất là hay ở chỗ đó, là thì chúng ta có thể bài này là học bài này, tôi nghĩ là bài này hoàn toàn là một bài chúng ta có thể cho học sinh lớp mà cấp 3 có thể bìa ngồi các em tìm cách chứng minh, tìm cách là tìm ra là một cái toán, là tìm cách tìm ra chứng minh là với điều kiện nào thì cái bộ này nó là đúng. Mình tôi nó luôn mọi người lên mạng tìm nhé. Thì bây giờ tôi định như sau này, một cái bộ tờ tiền C bằng C1, C2, CN. Thì là với một này là bằng C1 nhỏ hơn C2 nhỏ hơn CN. Thì cái bộ tờ tiền này được gọi là chuẩn tắc. Được gọi là chuẩn tắc. Nếu mà lời giải tham lam luôn trả lại thì đúng, nếu 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 một thuật giải tham lam từ vừa nói trên đấy, đơn thuật tham lam sẽ cho đáp án chính xác, đáp án chính xác của mình chọn. Đấy, thì cái bộ tờ tiền như vậy gọi là chuẩn tắc. Thì như vậy là cái ở mọi quốc gia người ta đều phải ra cái bộ tiền tổng chuẩn tắc cả. Còn cái bộ tờ tiền là mà tôi vừa nói lúc đấy đấy, ví dụ chúng ta có cái bộ tờ tiền là 1, 3, 4, bộ tờ tiền này là không chuẩn tắc. Được chưa? Đấy thì cái chúng ta có thể bị từng một là kết quả luôn nhé, để chúng ta khỏi phải đấy nhé. Với câu hỏi là khi nào thì cái bộ tờ tiền khi nào thì là chuẩn tắc. Đây thì tôi luôn luôn đáp số luôn nhé. Và đây là một bài toán rất là hay, chúng ta có thể thành một cái đề tài khoa học. Hoặc là các bạn lên mạng nó tìm ra cái người mà nghĩ ra cái toán này, cái lời giải này nó cũng đơn giản lắm, nó hoàn toàn giống tích của lớp 12 thì là hoàn toàn giải được. Đây tôi cùng đưa ra cái đáp án như sau nhé. Đầu tiên chúng ta đưa ra đáp án cho n bằng 3 trước này, n bằng 3 trước nhé. Vì đáp án như sau này, tôi gọi tạm thời tôi gọi là định lý đi cho nên hay hay một tí. Thực ra đi lên các bạn lấy mạng bài tìm được nhé, định lý 1 nhé. Đây, cái bộ chúng ta xét trở vào cái bộ tờ tiền là 1 bằng C1 nhỏ hơn C2 nhỏ hơn C3 đúng không? Là chuẩn tắc khi và chỉ khi chi và chỉ khi thỏa mãn
thỏa mãn là hai điều kiện sau. Hai điều sau nhé. Một là C3 không chia hết cho C2, hay là C3 là mốt C2 khác không, tức là C3 không chia hết cho C2, không chia hết, không chia hết cho C2, đó là điều kiện 1. Điều kiện 2, điều kiện 2 là gì? Là C3 mốt à, là số dư này đúng không? Cộng với C3 div C2 là phải lớn hơn là bằng C2. Đúng không? Bây giờ chúng ta áp dụng cho thử kia trường hợp là 1 3 4 nhé, 1 3 4 này. Đây là C1 này, đây là C2 này, đây là C3 này. Chúng ta có này. Trường 1 là thỏa mãn này. Bây giờ C3 này, C3 mốt mốt C2 là bằng bao nhiêu? C3 mốt C2 là bằng số dư của nó là bằng 1 đúng không? C3 div div C2. C3 là C3 div C2 cũng bằng 1 đúng không? Không, chỗ này phải lớn hơn hẳn. Đây xin lỗi, đây chỗ này phải lớn hẳn nhé. Lớn hơn. Đây. Đấy thì ta sẽ có là hai tổng tổng hai cái này là đúng rồi, không sửa. Tôi đang đúng là chúng tôi biết đúng rồi đây nhé, lên làm bằng thì C3 cộng mốt C2 cộng C3 đít C2 tổng của chúng này bằng 2, lại nhỏ hơn C2, nhỏ hơn 3, nhỏ hơn C2 của chúng ta đấy, vì thế vì C2 của chúng ta bằng 3 mà 2 nhỏ hơn 3, vậy suy ra là cái bộ tờ tiền này là không thỏa mãn cái điều kiện của điều kiện 1, vì sao bộ tiền này là không chuẩn tắc. Đó, thì đây là cái định lý 1 nhé. Định lý 1 này nó rất là dễ. Chúng ta có thể chứng minh được hoàn toàn là sơ cấp. Bây giờ định lý 2 khó hơn một chút. Định lý 2 các bạn có thể lên mạng và tìm các định lý chứng minh tổng quát được. Định lý 2 định lý tổng quát nhất là như sau này. Tổng quát là khi nào là một cái hệ tờ tiền là chuẩn tắc. Nhé. Định lý 2 là một cái hệ hệ tiền C bằng 1, C1, C2, Cn, đúng không? Cn với n lớn hơn hoặc bằng 3, bằng 3 thì tôi biết rồi, tức là bằng 3, là chuẩn tắc. Là chuẩn tắc khi và chỉ khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau. Một là C1, C2, C3, ba cái đầu tiên này là phải chuẩn tắc theo định lý 1. Và 2, là như sau. Và 2 là như sau. Các bạn cũng thấy ngay là cái đầu tiên của Việt Nam mình là hoàn toàn thỏa mãn nhé. 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, rồi là 20, 30 được thỏa mãn này. Là với mọi, y, g nhé. Và 1 nhỏ hơn được bằng y, nhỏ hơn được bằng g, nhỏ hơn được bằng n, thì ta có là gì? Là ci cộng với cg là nhỏ hơn được bằng là cm, c m, xin lỗi, cn, từ từ nhé, cái này với mọi y g nhỏ hơn được bằng cn trừ một thì nhỏ hơn n gì mà nôm na gì, nôm na là tổng tất cả cái bộ tiền của chúng ta, cái bộ tiền là C1, C2, CN thì tổng hai số, tổng hai tờ tiền ở phía trước này luôn nhỏ hơn tờ phía sau, nôm na là như vậy, tổng hai tờ phía trước nhỏ hơn tờ, như vậy là 1 này
1 cộng 2 là phải nhỏ hơn 5. Đấy, được. 2 cộng 5 nhỏ hơn 10. Đó. 5 cộng 10 nhỏ hơn 20. Đấy, 10 cộng 20 nhỏ hơn 50. Đấy, cứ thế chúng ta thấy hai tờ tiền mà liền nhau cộng lại phải nhỏ hơn số đằng sau. Thì luôn là đúng. Thì cái tiền của chúng ta là luôn luôn là chuẩn tắc. Đấy, chú ý nhá. Đấy, vừa tôi vừa mới lòng cùng các bạn chúng ta làm được cái bài đầu tiên. Hết sự thời gian rồi, thật là nhanh nhé, tôi nhanh nhanh cho các bạn không, vì chúng ta không có nhiều thời gian thì tôi sẽ phải nói nhanh không. Rồi bây giờ chúng ta sang bài toán tiếp theo, là chúng ta sang cái bài 54. 54 là cái bài toán xếp ba lô. Bài toán xếp ba lô. Để các bạn lên mạng, các bạn tra cái cụm từ là cần nắp sách ấy, thì các bạn thấy hiện nay cái bài toán này vẫn đang còn tiếp tục phát triển chứ không phải là không. Hiện nay vẫn còn rất nhiều cái lời giải khác nhau cho bài toán này, cho nên bây giờ nó vẫn chưa có lời giải hoàn toàn tùy hoàn toàn là thực sự, nên là vì sao, vì bài toán này nó có rất nhiều dạng khác nhau, thì tôi sẽ mô tả các bạn các cái dạng của nó nhé. Đây cái đề bài là gì, cái đề bài của chúng ta thì input của chúng ta là như sau. Input là chúng ta có n cái đồ vật, n cái đồ vật và một cái ba lô. Ba lô này có cái dung tích là khối lượng là v kép lớn hoa. N đồ vật này có các cái khối lượng là gì, là v kép một, v kép nhỏ hai, v kép nhỏ n, và có các cái giá trị đồ vật là v một, v hai, vn. Đấy, đó là cái input nhé. Và cái này các bạn lên mạng bạn thấy là nó sẽ chia thành rất nhiều các bài toán con, rất nhiều bài toán con cho bài toán này, vì đó ứng dụng thực tế của nó có rất nhiều các cái mô hình thực tế của bài toán này nhé. Ví dụ như là n đồ vật này không phải là cố định, mà là n đồ vật tôi có thể mua được và hiệu mua được, như vậy tôi mua đôi giày, có thể có rất nhiều đôi giày, có thể mua rất nhiều đôi giày chứ mà không phải là một đôi giày cùng cùng khối lượng cùng giá trị. Hay tôi có thể đưa vào cho ba lô chúng ta là tôi mua là cái bánh mì chẳng hạn, có thể mua rất nhiều bánh mì chứ không phải một một chiếc. Đấy, cho nên là cái quy định số lượng đây này là nó số lượng có thể là nó vô hạn, hoặc như nào đó. Rồi thì chúng ta cùng nhau quan sát cái này nhé. Thì với bài toán này thì hiện nay thì biết là nó có ba dạng, nó có ba cái bài toán, nó có ba cái bài toán khác nhau, ba cái bài toán xếp ba lô khác nhau. Bài toán 1 nó gọi là bài toán xếp ba lô, nó gọi là bài toán 01. Bài toán 01 hay là nó gọi là hay là 1 cộng được 1 0 nắp sách, các bạn lên mạng các bạn tìm ra từ này có ngay 01 là cái gì, là như sau này, là cái bài 01 là chính là cái bài ban đầu đấy, là cái bài là lấy ra các đồ vật này sao cho tổng khối lượng là nhỏ hơn v kép lớn và tổng giá trị là bằng, là tổng giá trị là gì, tổng giá trị là maximum, giá trị là lớn nhất là như này. Và không một là làm sao, là tìm tìm nghiệm dưới cái dạng gì, là dưới dạng là một dãy, tìm nghiệm là dãy của dãy là x1, x2, x n ở đây, xi ở đây là chỉ không một thôi, nó là lấy từ đồ vật một, chỉ là mô hình là cổ điển đấy. Sao cho là gì, sao cho là x một v kép một cộng x hai v kép hai cộng cộng xn v kép n, đấy chỉ lấy cái đồ vật đây, đồ vật đây đúng không nào, đồ vật đây và x bằng không thì là không lấy, chỉ một thì là lấy, nó chỉ có là đây chính là bài này, trên bài cổ điển đây là nhỏ hơn bằng v kép lớn và x1 v1 cộng x2 v2 cộng cộng xn vn là maximum. Đấy thì bài không, bài toán đầu tiên là bài không một, là bài toán cổ điển. Cổ điển mà tôi nói lúc nãy đấy, từ lúc từ lúc đầu là có n đồ vật, chúng ta chọn ra k đồ vật từ trong đó, không là lấy, không lấy thêm ở bên ngoài khác, bắt buộc phải lấy nằm trong k đồ vật, nó phải lấy nguyên vẹn, thì đó là cái bài toán
bài toán là 01 đúng không nào? 2. 2 là cái bài toán mà bài toán 2 là bài toán gọi là bài toán xếp ba lô phân số, bài toán phân số. Phân số. Thế là gì? Bài toán như sau là những đồ vật này này, tôi có thể cắt ra một phần. Rồi tôi bao nhiêu tôi có n vật, đây là cái bánh mì, đây là cái bánh bao, đây là miếng vải, tôi để cắt miếng vải làm một phần của miếng vải, cắt cái bánh mì làm một phần, lấy một phần thôi đấy. Thì bài số 2 là bài như sau, bài bài hai là bài toán phân số của cái của bài toán ba lô là như sau, là vẫn như trên, nhưng mà yêu cầu gì? Yêu cầu là không nhỏ hơn là bằng xi, nhỏ hơn là bằng 1. Ở đây xi là cái số bất kỳ, là một số thập phân bất kỳ, phân bất kỳ. Tức là gì? Tôi có thể lấy như vậy là cái x1 v kép 1 này này. Đây là gì? Đây là lấy một phần của nó. X một thì lấy cả đồ vật đó, x một không không lấy. X bằng dù tôi lấy x bằng x một bằng phần hai, lấy một nửa phần đó thôi. Hay là x một tôi lấy là bằng 3/4, cắt ra 3/4 của bánh mì tôi lấy thôi. Thì gọi là bài toán xếp ba lô, gọi là bài toán phân số, đánh phân số. Là bài toán số 2, rất là hay. Vẫn là cái bài toán ba lô đó, nhưng bài toán thứ hai là cho phép cắt bớt các cái đồ vật đi. Cắt bớt các đồ vật đi nhé. Rồi, cái bài toán thứ ba là bài toán hiện nay vẫn chưa có lời giải này. Cái này là khó nhất là bài toán tổng quát này. Bài toán tổng quát này. Hay là bài toán này thôi. Không có lời giải, hay nó đúng hơn là bài toán không có lời giải hữu hiệu, và nó thuộc bài toán là cực khó. Bài toán này là cực khó. Là gì? Là bây giờ là cho phép cái các xi này cho phép làm một số nguyên nằm trong số lại xin lại xin này, có thể là 0 1 2 3 n bất kỳ. Ta tôi có thể lấy nhiều đồ vật. Ví dụ bây giờ tôi lấy x một tôi lấy là hai bánh mì, hay là x hai tôi lấy bằng 10 cái miếng format chẳng hạn. Có thể lấy số lượng bất kỳ. Như vậy mà trong chúng ta là cái bài toán mà tổng quát là như vậy, là cái x một x hai x n cái này là một số nguyên bất kỳ từ không trở lên. Như vậy cái số lượng của đồ vật là không hạn chế, cái n đồ vật mà chúng ta có lấy bất kỳ một cái đồ vật nào mà với số lượng không hạn chế, nghĩa là tổng tổng của chúng phải là gì? Phải là nằm trong ba lô, phải nhỏ hơn cái khối lượng này. Được chưa? Thì ba bài toán này là ba bài toán mà hiện nay bài toán một, bài toán hai thì là tương đối chuẩn, bài toán ba là hiện nay không có lời giải. Được chưa? Thì tôi nói luôn đây là sau nhé, cái bài toán một và bài toán ba là không có lời giải, và không có lời giải tham lam, bài toán hai là có lời giải tham lam. Cái rất hay. Bài toán một chung thế này thôi, nhưng mà thời gian là không có giải tham lam, mà chúng ta sẽ phải học sang cái phần sau, chương sau, thì cái bài toán một là có lời giải bằng cử hành động chuẩn, còn bài hai bài toán hai bài toán có lời giải tham lam, thì tôi biết nhanh cái lời giải tham lam của nó nhé. Như vậy chúng ta giải quyết bài toán hai là các cái đồ vật của chúng ta có được quyền là cắt cắt xén đi một phần của nó. Như vậy cái bài toán hai là bài toán phân số của bài toán ba lô. À, cái bài toán này là có lời giải tham lam, còn bài toán một thì không có, bài toán ba là cực khó, không lời giải luôn. Phân số nhé, phân số của xếp ba lô nhé. Thì riêng bài toán hai là có lời giải tham lam như sau này, nó rất đơn giản thôi, là muốn cho thì tức là ý muốn là cái em là cái ý muốn của chúng ta là lấy được với cái lấy được cái khối lượng là ít nhất, nhưng mà giá trị này là lớn nhất. Cái tư tưởng tham lam là như thế nào? Tham lam là lấy ra x gì đây, x y v kép y đây, lấy ra làm sao là nó nhỏ nhất, cái này là nhỏ nhất
nhỏ nhất, nhưng mà cái xi này này, cái vi này này lớn nhất. Thế làm thế nào để có thể làm được chuyện này? Cái này là bốn nhỏ nhất để đưa được vào, để đưa được vào nhiều trong ba lô. Cái này thì lại hướng về min, cái này là phải mắc cơ, để muốn cho nó tiền là nhiều nhất. Thế làm thế nào? Thì cái làm là như sau. Cái này sao là chúng ta như sau. Đây thì tôi em mô tả lời giải nhé. Lời giải là như sau này. Nhà mình mô tả khi em đây vì bây giờ ý tưởng như này nhé, ý tưởng như sau này. Ý tưởng là tôi cắt từng phần một ra. Ý tưởng như sau nhé. Bây giờ tôi giả sử đã lấy được các cái đồ vật. Các cái đồ vật là gì? Là V kép 1, V kép 2, V kép K rồi. Và ta thu được gì? Là thu được là x1 V kép 1 cộng x2 V kép 2 cộng cộng xk V kép K rồi, đúng không? Bây giờ tôi sẽ lấy tiếp là V kép K cộng 1 gì, đúng không? Thì tôi lấy như nào? Đây thì tôi lấy như này nhé. Bây giờ tôi kiểm tra cái giá trị này. Chị này, kiểm tra nhé. Bây giờ x1 v kép 1 cộng xk v kép k nhé. Nhé. Nếu mà cái số này mà nó nhỏ hơn v kép. Đây. Không làm này chứ, để tôi làm này không biết thế này. Đây, tôi làm này. Nhé. Bây giờ tôi xét trường hợp này, xét cho số đây nhé. Bây giờ tôi lấy cái này và tôi tính tổng của cái V kép 3K cộng 1. Đúng không? Thì nếu cái này mà nhỏ hơn V kép lớn thì tôi đặt luôn, thì tôi lấy luôn là X chỉ K cộng 1 bằng 1 luôn. Bằng cái này luôn. Còn nếu nếu mà X1 V kép 1 cộng vân cộng XK V kép K cộng với V kép K cộng 1 nhỏ hơn nhưng mà lớn hơn V kép. Tức là gì? Tức là lấy nguyên cả phần thì lớn hơn. Tôi phải cắt bỏ đi. Cắt bỏ như thế nào? Cắt bỏ như thế này. Đấy, cắt bỏ như thế này nhé. Cắt bỏ đúng nó bằng V kép thì thôi này. Đúng nhé. Vậy thì sẽ gì? Vậy thì như sau này. Tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ lấy, tôi sẽ tìm X cộng 1 như sau này. Tôi sẽ tìm xk cộng 1 như sau là sao con là x1 v kép 1 cộng xk v kép k cộng với xk cộng 1 v kép k cộng 1 bằng v kép. Vậy suy ra công thức sau đây là xk cộng 1 sẽ bằng là v kép trừ đi cái chỗ này, trừ đi x1 v kép 1 trừ xk v kép k tất cả chia cho v kép k cộng 1. Cách đây là cách chọn là mà đơn giản nhất là như thế này. Thì vấn đề tiếp theo là tôi chọn tham lam như thế nào? Vấn đề câu hỏi tiếp theo là chọn tham lam như thế nào, câu hỏi là chọn tham lam như thế nào? Tham lam như thế nào? Thì cái câu trả lời như sau. Thế nào thì cái làm như sau, thì câu trả lời là như sau, là tôi sắp xếp các cái đồ vật theo thứ tự này, thứ tự sau, thì nó bảo đảm tính tham lam nhất có thể, là xếp theo tự là V kép 1 trên V1 sẽ lớn hơn là bằng V kép 2, V2, V kép N
VN này. Đó. Tôi chọn cái này là lớn nhất. Đúng không nào? Cái này là lớn nhất có thể. Đây, thì tôi sẽ mà khi chọn thế này thì tôi sẽ bảo đảm tôi chọn tôi là tối ưu, được chưa? Thì chọn cách như trên mô tả trên là tối ưu. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả lại cái lời giải của nó nhé. Mô tả cái lời giải cái tập toán tham lam cho bài toán. Tập toán tham lam cho bài toán xếp ba lô phân số, dạng phân số nhé. Thì cái bài này là từ ký hiệu nó là từ Anh nó là fraction, là phân số. Nó là fraction, nắp sách. Đồ vào của nó là V kép này, lớn này, đúng không? Và hai cái bảng V kép nhỏ và V nhỏ để làm cho chuyện. Đấy. Đây là chỉ tập toán là tôi thêm một chữ đây là greedy ở ngoài cho nên greedy. Nhưng mà nhầm lẫn với thằng khác nhé. Thì đề ra như sau này. Bước 1 chúng ta sắp xếp dãy đồ vật theo là xin lỗi tôi hơi từ bên nhầm đây thật lỗi bỏ bạn sửa trên nhé, tôi xin nhầm đầu mà của chúng ta phải như thế này vì tôi muốn xếp xếp sao cho là giá trị là lớn nhất nhưng mà khối lượng nhỏ nhất thì nó phải như thế này, nó phải là v 1 trên v kép 1 lớn hơn là bằng v 2 trên v kép 2 mới đúng chứ, nhầm là vn trên v kép n thế này, ở trên là v này tử số là lớn nhất nhưng mẫu số là nhỏ nhất. Đấy. Tính như tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ này thì lấy này nó mới hợp lý, v phải ở trên là lớn nhất nhé. Sắp xếp theo như sau, sắp xếp theo là v 1 trên v kép 1 lớn hơn bằng v 2 trên v kép 2 lớn hơn bằng là vn trên v kép n, được chưa? Đây. Đây chính là cái chỗ này, chính là cái chỗ mà đấy đây mà gọi là tham lam đây. Rồi sau đó tôi làm như sau này, tôi thiết lập x thì là cái dãy là dãy nghiệm đấy, nó là 0 n cái số 0 nhé. Rồi sau đó là chúng ta đây là n cái số 0 mà tôi đặt như sau nhé. Tôi đặt một cái biến nhỏ là hiệu nó là way là cái tổng số là cái khối lượng hiện thời đang có của cái ba lô mà tôi sẽ đưa vào nhé. Và tôi đặt xếp y bằng 1 và tôi bắt đầu chọn nhé. Chọn như sau này, đây là y chừng nào cái ba lô hay mà có thể được thì tôi làm như sau. Và nó kia bằng em bằng cái kép rồi thì thôi. Ôi là cái khối lượng mà ta đã chọn rồi, ta đang chọn của ba lô. Nếu mà cái ôi này ta đang có này mà cộng với v kép y, nỗi ta đang ở trên ta đang phân tích đấy, mà cái này mà nhỏ hơn v kép thì tôi đưa cả cái này, đưa cả cái v kép y này vào trong cái ba lô thì tôi đặt là x y bằng 1 lấy cả. Còn ngược lại, nếu mà
UA này mà cộng với VKI mà lớn hơn các lớn thì ta đặt là XI bằng là rồi bằng VK trừ đi UA chia cho VKI. Đây chính là công thức này này. Công thức này là chính là công thức này này. Là công thức này các bạn nhớ lại lúc nãy tôi phân tích không, nó chính là công thức này này. Đây chính công thức này này. Đây chính công thức này này. Đây chính công thức này. Thành chưa? Đấy. À thì giờ tôi đặt nhà tôi sẽ đặt là về quay tăng cái à, tăng cái này lên. Và tôi viết đây là viết y bằng y cộng 1. Đây chính là thuật toán đây. Đây tôi đặt trước cái x này đây rồi mà tôi sẽ gán tôi tính x một x hai nhưng cái mảng chúng ta là dãy, chúng ta là dãy tính từ một nhé, dãy là x một x hai xn này. Khi chúng ta chạy cái này cài đặt cái này trên trên Python từ không chúng ta phải làm lại một chút nhưng mà bản chất vẫn 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 là như vậy. Lý do trên Python cái y này là sẽ chỗ này là nó sẽ là bằng không này mà đây tôi để bằng một là trong tổng quát của cái thuật toán thôi nhé. Đó à có thêm một chút này nữa à, tôi thêm một lệnh nữa đây thiếu thiếu một lệnh này ở chỗ này này, nếu mà away này mà cộng nhỏ hơn away kép thì là đặt cái này bằng và đây tôi có thêm lệnh này. Thêm lệnh nữa là away bằng là away cộng với về kép gì đúng không? Cái này mới đúng nhé, cũng tăng lên trường này là tăng hết lên bằng với kép luôn thì dừng lại. Của chúng ta tăng lên bằng lần chỉ bằng với kép y. Đấy, thiếu một chữ đây nhé. Tôi viết lại cho nó yên tâm, cho nó đẹp. Nhớ, chỗ này viết lại không được một người gửi cho tôi xóa, tẩy xóa. Viết lại như này nhé. Đây. Lại như này cho yên tâm nhé. Đây. Đây là x. Nếu mà quay mà nhỏ cộng với kép y, tức là quay là cái giá trị, cái khối lượng hiện thời của ba lô nó cộng thêm với các y nhỏ hơn các lớn thì tôi đặt luôn bằng bằng này luôn và ui bằng tôi tăng cái khối lượng của ba lô lên đúng bằng cái với các y này. Đấy. Và lại đi tiếp và tôi tăng y lên một còn đi tiếp còn ngược lại ở đây else else thì tôi đặt là xi bằng V kép trừ đi quay chia cho V kép y và cái quay lúc này là xong luôn là dừng lại luôn có chỗ này là y bằng y cộng này nhé. À, thì đây là riêng cái bài toán là bài toán này thôi nhé. Chúng ta phân tích một chút này, chúng ta phân tích một chút cái phân tích nha. Phân tích cái bài toán này. Ở cái lệnh y này thì chỉ là chỉ một vòng lặp thôi là xong, chỗ này chính là n on. Nhưng cái lệnh này này, cái lệnh sắp xếp bên này là nó phải xếp mà một dãy số n phần tử trên nó sẽ là nhỏ nhất có thể ta dùng thuật toán là sắp xếp nhanh thì nó là O n log a n vậy suy ra là phân tích ta có là gì là cái tên của chúng ta cộng chúng ta chính là bằng O của n log a n mà chú ý rằng kia thực ra cái thời gian này nó chỉ là thời gian lớn là thời gian là sắp xếp thôi còn bản chất bản thân cái thuật toán chọn tham lam chỉ là ON thôi nhé. Chú ý là riêng cái phần chọn tham lam là ON thôi rất nó rất là ngắn
Được chưa? Nhưng mà thì bài này đúng là chúng ta phải xem, phải chứng minh là nó là đúng, nhưng thôi phần chứng minh là tôi sẽ bỏ qua nhé. Các bạn nên về nhà, các bạn sẽ tìm hiểu thêm vậy thì chúng ta không có thời gian nữa. Nếu mà có thời gian tôi sẽ chứng minh, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có thời gian nữa, phải đành chịu. Rồi hôm nay có lẽ tôi không, thì tôi không có thời gian nữa, nhưng tôi dừng lại đây thôi vậy. Thì thế này nhé, để tôi cho các bạn làm thử một một hai bài để chúng ta ví dụ thôi là thế nào là giải thuật tham lam. Thì nó lấy lại này, giải thuật tham lam là một cái giải thuật để giải các bài toán tối ưu, và nó rất là nhanh, rất đơn giản, nhưng vấn đề là phải chọn được cái chọn được cái ý tưởng tham lam là cái rất là khó, mà không phải bài toán nào cũng có thể giải được tham lam. Thế thì có một cái cách giải hay hơn, bảo đảm mà đúng 100% mà không bao giờ sai được nữa, tôi yêu nữa, là chính là cái chương sau, là cái chương là cơ hành động. Thì quy động chính là một kỹ thuật mà nó bổ sung cho cái tham lam rất là tốt. Rất nhiều bài toán là chúng ta tối ưu, chúng ta không giải được bằng tham lam, chúng ta sẽ giải được bằng quy hành động, thì phần quy động sẽ là phần của hôm sau. Thì chúng ta không đủ thời gian nữa, cho nên tôi đành dừng lại ở cái phần tham lam ở đây. Thì đúng là tham lam có thể nói trong rất là lâu được, trong vài buổi chưa hết được cái phần tham lam này nhé. Các bạn có hỏi gì không nhỉ? Thì chúng ta sẽ dừng lại đây, chúng ta nghỉ ở đây, vì có ít thời gian quá thì không 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 đủ thời gian để tôi nói thêm thành một bài nữa được, và cũng không thể chứng minh được cái định lý đây 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 nha. Tôi phải chứng minh cái định lý là cái chứng minh rằng là cái thuật giải xếp ba lô này, tham lam này, với cái bài toán phân số là hoàn toàn tối ưu thật sự. Phần này các bạn cứ cho bài tập về nhà, là các bạn tìm hiểu lên mạng, các bạn tìm hiểu nhé. Thì các bạn tìm hiểu xong chúng mình là nó còn đây tôi sẽ chúng ta dừng nhau dừng lại đây thôi nhé, chúng ta nghỉ nhé. Em chào thầy. Em Ừ. chào thầy. Ừ. Chúng ta không 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 có thời gian nữa. Này tôi dừng đi.